Phía hội vì yêu thương mà đến tìm được nhân chứng chứng minh Hồng Loan là con ruột của cố nghệ sĩ Loan như hổ mọc thêm cánh. Chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh tin tức bản tin online và những thông tin xoay quanh drama Loan Phượng. Thưa quý vị, chuyện Hồng Loan là con ruột hay con nuôi thực tế trên mặt pháp lý đã không còn quan trọng vì hiện tại Hồng Loan 100% đã là con hợp pháp của cố nghệ sĩ chiến thắng tuyệt đối của Loan trước phía BH Media chính là một minh chứng rõ ràng và cụ thể nhất cho điều này. Bởi đây là lời phán quyết của tòa án, cơ quan chấp pháp của nhà nước. Trong drama này, dù cho là người trung lập hay là khán giả phía Loan đều công nhận và tôn trọng phán xét đó của phía tòa án bởi đó là luật pháp và đã là con dân Việt Nam thì phải thượng tôn pháp luật Việt Nam. Việc mà Loan học pháp và được pháp luật công nhận, chỉ có mỗi phía phượng ve Sáu Bào là phản đối mà thôi. Bởi bà Sáu chính là người dẫn đầu xu thế, khi tới tận bây giờ, bà ta vẫn nói rằng cố nghệ sĩ chưa bao giờ làm bất kỳ một loại giấy tờ nào cho Loan cả. Ý bà ta đang muốn thể hiện rằng bà ta đang chống đối lại phía Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận, nơi đã giữ và cung cấp thông tin hợp pháp cho Hồng Loan tại tòa bà Sáu rất thích chơi trội. Cơ quan nhà nước mà bà Sáu cũng hỏng có tha. Bà Sáu muốn chơi tất tay với cơ quan nhà nước. Tố cáo rằng phía cơ quan nhà nước đã làm sai, đã đưa ra những giấy tờ không hợp pháp. Sáu ơi! Sáu thật sự là rất mạnh mẽ khi đòi chơi tất tay với phía cơ quan chức năng như thế. Và cũng như hôm kia, việc mà Sáu trả lời phỏng vấn của một YouTuber, Sáu nói rằng hồng loan vô ơn kéo gia đình phải ra tòa án sáu già rồi sáu mươi tuổi mà sáu vẫn phải lê lết cái thân già này ra tòa như thế tại hồng loan hết ủa sáu ơi người kiện là sáu người từ chối việc loan thực hiện di nguyện của cố nghệ sĩ cũng là sáu người chửi cha mắng mẹ người ta cũng là sáu người mà chơi bùa chơi ngải trên bàn thờ của cha người ta khi cha người ta vừa mới mất cũng là bà sáu loan cũng từng đồng ý cho sáu ở trong căn nhà số 5 đoàn thị điểm với thân phận là người ở ké và đó cũng là điều bình thường bởi vì trước giờ khi mà cố nghệ sĩ còn sống thì vốn dĩ gia đình bốn miệng ăn các người cũng chỉ là thân phận ở ké thân phận tầm gửi thân phận ký sinh trùng mà thôi Loan cho ở ké với điều kiện bà Sáu và gia đình của Phượng Ve không được nặng nhẹ mọi người, phải sống hòa thuận với nhau, phải nghe sự sắp xếp của Loan vì Loan là chủ nhà. Còn việc vì sao mà không dám cho bà Sáu đứng tên căn nhà số 5 đoàn thị điểm thì quý vị cũng biết rồi đó. Đưa cho bà đứng tên xong đi, rồi bà lại bán mất tiêu nữa. Cái quá khứ, cái dĩ dạng dơ dái bán mất căn nhà từ đường của cha mẹ để lại của bà Sáu, ai mà không biết. Nhưng bà Sáu Bào thì lại không thích cái điều đó. Bà Sáu Bào muốn mình làm chủ, muốn đồng sở hữu. Rồi vì đồng sở hữu không được, nên Sáu đã kiện loan ra tòa. Sau khi tòa thủ lý đơn kiện, thì bà Sáu hết 9 lần 9, 81 lượt bổ sung đơn kiện mới, bổ sung cái ông nội, bà ngoại gì đó để bà Sáu kéo dài vụ kiện. Thì thật ra việc kéo dài vụ kiện như thế là do con Phượng Ve nó muốn kéo dài thời gian để mà nó rửa cái tiền sao kê đó mà. Nhưng vụ sao kê khó rửa được lắm ve à. Bởi vì cho dù là ve có rửa tiền đi đâu chăng nữa, thì trong thời gian đám tang của cố nghệ sĩ diễn ra, những khoản tiền đã được chuyển vào tài khoản của Phượng Ve và những con kền kền vẫn còn đó. Phía ngân hàng chỉ cần có lệnh mà thôi thì họ sẽ sao kê được tất tần tật. Ve đừng có nghĩ kéo dài thời gian là có thể thoát được cái vụ sao kê. Ve tham lam nhưng mà còn xanh và non lắm. Tất cả mọi tội lỗi, mọi rắc rối đều do phía mẹ con Phượng Ve tạo ra. Vậy đó mà bà Sáu bà cứ khóc lóc kêu than như kiểu bà ta vô tội. Cái tội này là cái tội phải ăn sáu cái bạc tai và bảy cái cú đá vô hộp sọ cho thức tỉnh nha Sáu. Sáu già mà Sáu chẳng đáng để được con cháu tôn trọng. Già như cái kiểu của Sáu á, là già láo và ngông. Ăn ở không á, thì không muốn, cứ thích trường cái mặt ra đường cho thiên hạ sĩ vã bởi sống có đạo đức đâu chửi bà sáu thì tổn phước nhưng không chửi thì bà sáu bố láo quá ai mà chịu nổi sáu trách tại sao cộng đồng mạng chửi sáu hả xin lỗi nếu mà cộng đồng mạng không lên tiếng thì chắc sáu nhai đào hồng loan từ lâu rồi sáu là cái loài rắn độc tàn ác vô lương tâm cái miệng của sáu mà hỗn thứ hai thì ai dám nhận thứ nhất đây tính nết thì mẹ thiên hạ má thiên nhiên riết nhìn như là một con điên trốn trại thứ cặn bã của xã hội loài người sáu không có hợp với mấy cái vai đào bi đào thương đâu nên sáu đừng có diễn sáu là sáu hợp nhất với những cái vai đào lẳng lơ nhưng tiếc là giờ sáu già khú và háp rồi đào lẳng sáu không diễn được thế sáu chỉ có thể nên diễn các vai phản diện mà bị cả thế giới này ghét và những cái kiểu đào láo có cái kết thê thảm ở đoạn cuối của một tuần cải lương thì nó phù hợp với sáu hơn và tới tận bây giờ bà sáu vẫn khẳng định hồng loan là con nuôi rồi bà sáu đòi hồng loan phải biết ơn bà sáu vì đã cưu mang nuôi dưỡng hồng loan và loan phải đền bù bằng cách chia tài sản sao ơi sao lì quá đâu phải là loan không chia đâu loan đã từng muốn chia cho sáu mà điều kiện là bán được đất ở thủ đức chứ hiện tại loan đâu có thừa kế hiện kim nào đâu mà loan chia tài sản mà loan thừa kế chỉ là những hiện vật có giá trị kỷ niệm căn nhà số 5 đoàn thị điểm và chiếc xe của cố nghệ sĩ thì chắc chắn Loan sẽ không thể nào và không bao giờ bán đi. Chỉ có miếng đất ở Thủ Đức thì tại vì trước đó khi cố nghệ sĩ còn sống thì cố nghệ sĩ cũng đã từng nói rằng nếu bán được đất thì sẽ làm cái này làm cái kia. Hồng Loan xem đó là di nguyện của cha mình và cũng đã từng muốn thực hiện đối với bà Sáu Bào và Phượng Ve lẫn ông Bảy Báo nhưng mà các người đâu có muốn, các người muốn ăn hết, các người muốn loan trắng tay, nên các người đã ngu ngơ khờ khạo đi kiện loan. Rồi kiện trong sự ngu ngơ, cho nên là giờ thua một cách thảm hại. Và nếu như phía sáu và ve luôn nói rằng Hồng Loan là con nuôi, các người không chấp nhận sự thật này đúng không? Cái việc mà không chấp nhận á, là quyền của các người nhưng các người nên nhớ rằng luật sư ngọc đã từng nói rằng sẽ chứng minh loan là con ruột tại tòa dành nhà cho ở nhà sắp tới luật sư ngọc nói như thế thì hẳn luật sư ngọc đã có bằng chứng và có đầy đủ tư liệu tài liệu hợp lý người ta là luật sư chuyên nghiệp chứ đâu phải là cái loại luật sư online chuyên đi tạo nghiệp nên độ uy tín của luật sư ngọc là vô cùng cao quý vị ạ à. Bên cạnh câu nói của luật sư Ngọc thì mới đây, chị Lộc Vân Cây đã chia sẻ một câu chuyện vô cùng bất ngờ. Câu chuyện có liên quan đến một nhân chứng đã nghe chính miệng của nghệ sĩ nói Hồng Loan là con ruột. Bản tin online xin phép đọc lại lời chia sẻ của chị Lộc Vườn Cây để quý vị hiểu về vấn đề này cụ thể hơn. Chị Lộc Vườn Cây đã viết rằng, 21 năm trước, vào đúng ngày 31 tháng 12 năm 2003, có một đám cưới con gái của một người nghệ sĩ cải lương nổi tiếng anh là bạn của gia đình chú rể ba của chú rể khi đó mới đột quỵ xong nên anh là người đẩy xe lăn giúp cụ trong tiệc cưới vì thế anh được sắp xếp vào bàn đầu tiên nơi có gia đình hai bên và một vài người vip người ngồi cạnh anh là chú vũ linh một trong những vip của buổi tiệc đó trong lúc trò chuyện thì anh có hỏi chú là chú được mấy người con khi ấy chú Vũ Linh đã trả lời rằng con ruột thì có duy nhất đứa con gái. Câu chuyện tưởng như không bao giờ phải nhớ lại cho đến ngày 7 tháng 3 năm 2023 tại đám tang của chú Vũ Linh. Vợ chồng anh đều xem clip người ta nói Hồng Loan là con nuôi. Như mọi người tự cảm nhận về giây phút đó, vợ chồng anh đều hiểu đó là cái gì. Vì vậy, hai vợ chồng đã tham gia drama này từ đó cho đến nay và ở phe ủng hộ Hồng Loan, nhưng họ hầu như không bình luận không lên tiếng. Sau clip ngày 9 tây tháng 8 vừa qua, anh quá bức xúc nên đã bình luận và mình đã xóa đi bình luận của anh ấy. Được sự cho phép của anh và anh rất dũng cảm khi đồng ý cho tá tên của anh, nhưng yêu cầu giấu tên cô dâu chú rể và tên người cha cô dâu, một cố nghệ sĩ nổi tiếng. của đám cưới 21 năm trước để đảm bảo riêng tư cho gia đình họ. Cảm ơn anh về câu chuyện này. Mình xin kể lại cho bà con nghe. Có nhiều chuyện được phân tích, nhưng có nhiều chuyện không một ai phân tích. Người nghe sẽ tự cảm nhận và đánh giá. Clip ngày 7 tháng 3 năm 2023 đã rất nhiều người đọc được. Clip ngày 9 tháng 8 năm 2024 cũng có rất nhiều người đọc được. Và bài này mình không bình luận gì. Tất cả những thông tin kể lại đều nguyên si. Dù Hồng Loan là con cùng huyết thống hay là được cha đưa về, thân phận người con này 37 năm đó không thể nào bị xóa. Thưa quý vị, tiêu đề của bài viết này được chị Lộc Vườn Cây đặt là Người ngồi cạnh chú Vũ Linh ở tiệc cưới vào ngày 31 tây tháng 12 năm 2003. Đây được cho là một nhân chứng vô cùng hữu hiệu khi đã nghe rõ mồn một, một câu nói từ chính miệng của chú Năm. Con ruột thì có duy nhất đứa con gái. Và đây cũng không phải là lần đầu vì cố nghệ sĩ đã từng trả lời trước rất nhiều khán giả rằng thằng chị hai Lulu chỉ là một đứa con nuôi trong nghề, Linh có mỗi một đứa con gái duy nhất mà thôi. Và cũng có rất nhiều người bạn tri kỷ của cố nghệ sĩ mà Hồng Loan từng gặp hồi đợt lưu diễn ở bên Úc. Những người tri kỷ thật sự này của cố nghệ sĩ, ai cũng nghe chính miệng cố nghệ sĩ nói rằng Hồng Loan là con ruột. Đấy, có rất nhiều bằng chứng lẫn nhân chứng chứng minh được không Loan là con ruột. Sáu bào ở nhà lo bạc bài số đề nên Sáu có biết cái con mẹ gì đâu mà Sáu cứ bô bô cái mỏ của Sáu. Chán Sáu thiệt chứ. Và thưa quý vị, bản tin này xin phép được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe đến cuối bản tin này. Bản tin online xin chào và hẹn gặp lại.